cuộc phiêu lưu kỳ thú, một dịp so tài đấu trí, một ký ức tuổi thơ đáng nhớ với chuyến trải nghiệm vui nhộn chỉ dành riêng cho ba và con trong vòng 36 giờ liên tiếp của chương trình Cha Con Hợp Sức. Hành trình tại tỉnh Đồng Nai lần này hứa hẹn điều gì đặc biệt sẽ diễn ra? Mời quý khán giả đón xem! Là một cậu bé có nhược điểm ăn chậm, nhưng trong cuộc phiêu lưu cùng cha thì cậu đã ăn nhanh hơn trông thấy. Riêng cậu bé rụt rè Trường Hải đã nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thậm chí Hải còn ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ đối thủ vượt qua một phần thử thách. Hy vọng với những tiến bộ của hai thành viên nhí này sẽ giúp các cha vượt qua nhiều thử thách tiếp theo của chương trình Cha Con Hợp Sức. Vui chơi không quên nhiệm vụ nhé Trường Hải và Vĩnh Thịnh ơi. Khởi đầu của một ngày mới, hai con hãy cùng cha làm một bài tập này. Nhiệm vụ 4, đố vui toán học. Trong thời gian 10 phút, hai cha con sẽ giải toán theo đề bài. Lưu ý, trong 5 phút đầu con sẽ nói cách giải và cha làm theo. Nếu không được thì cha sẽ giúp con giải đố trong 5 phút tiếp theo. Trong thời gian quy định, nếu con giải được trong 5 phút đầu thì được cộng 2 điểm. Nếu cha giải được trong 5 phút sau thì được 1 điểm. Rồi, bây giờ xin mời hai bạn tìm đồ gì chọn. Rồi, Vĩnh Thịnh, con chọn chơi trước hay chơi sau? Chơi sau đi. Chơi sau. Chơi sau. Rồi, bây giờ xin mời hai bạn lên đây. Chúng ta bốc thăm. Rồi, lên lên. Bây giờ 10 phút dành cho bạn Hải và ba cùng giải toán bắt đầu. Có 6 thanh gỗ đã được xếp thành hai hình tam giác. Hãy di chuyển 3 thanh gỗ để có 8 hình tam giác. Kìa, lật ngang qua. Lật ngang qua để ngay dấu bằng á, dấu cộng á. Để ngang đi. Xếp. Cái gì hả? Là chỉ có 1, 2, 3, 4 hình thôi hả? Hai cha con cùng phối hợp giải bắt đầu. Thôi đi, thứ này lên bà chị không? Mà không biết ba có làm được không bà chị? Thôi đó, con đọc đề bài đây. Nè, chỉ di chuyển là với 6 thanh gỗ xếp thành hai hình tam giác. Thôi, hãy di chuyển 3 thanh gỗ để có 8 hình tam giác. 3 thanh gỗ. 1 thanh. Không, cái đó là mất hình rồi con, không còn hình tam giác nữa. Chứ sao mà làm 8 hình tam giác? Cái nào đâu, đâu phải giải đâu. À, thành hình ngôi sao á. Thành hình ngôi sao á. Lấy thanh kia đi. Xếp lại thành hình ngôi sao. Này, con biết rồi nè. Rồi này. Để dọc lại. Không phải. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7. 8 quyền cái hơn. Ở ngoài nó là 8 cũng được mà. Chứ có 7 hình nè sao đủ. Đáng lẽ phải tính quyền cái ở ngoài cũng là 8 á. Không, con đã chia ra hết rồi, nó không còn. Ba hình rồi đó. Hai hình tam giác chùm lên nhau. Hai hình tam giác chùm lên nhau. 8. 8. 6. 6. 5. 1. Sai rồi. 2. Rồi, hai cha con đã giải. Đây là đáp án cuối cùng chưa ạ? Chắc nghĩ chắc sai rồi. Chắc mình nghĩ là này là đáp án cuối cùng của hai cha con á. Trong lúc ba đang loay hoay không biết xếp như nào thì con nói với ba là xếp thành hình ngôi sao thử xem. Thì cô thấy rằng là nếu mà xếp hình ngôi sao thì là đúng rồi đó. Thì mình thấy là đúng, như nếu mà hình ngôi sao đã 5 cánh nhưng mà mình di chuyển mình cầm thử 3 cây, mình để lên mà nó đếm qua lại thì mình vẫn thấy là 7. Nhưng mà con thì nói còn một hình lớn ở ngoài nữa là 8. Thì mình suy nghĩ nếu như mà tính như vậy thì đâu có đúng mà hình tam giác là phải là 8 hết. Nhưng mà con đã tính thêm một cái lớn đó nữa thì mình nghĩ là chắc có thể là như vậy. Nhưng mà hai cha con cứ tính qua tính lại nhưng đếm thì chỉ được có 7 thôi.
con, đây là đáp án chính xác của chương trình. Hai bạn được 1 điểm. Chúc mừng. Với 6 thanh gỗ đã được xếp thành một hình lục giác, hãy di chuyển 4 thanh gỗ để có một hình vuông và 8 hình tam giác. Con vẽ từng thứ đi. Vẽ vô. Nó khó. Dời đâu, con dời thử hai cây coi. Sắp cho hình mà giờ hai cây sắp cho thành một cái hình vuông đi. Chứ. Ừ, sắp cho thành một cái hình vuông đi, giờ hai cây. Nói đi, bây giờ thử coi. Bo. Con nói đi, bây giờ thử. Bây giờ cái cây mà. Rồi. Hai cây luôn. Hả? Đúng không? Gì vậy? Hai cây. Này giờ ổng á. Một hình vuông bự rồi đó. Còn hai cây này giờ hai cây này nữa. Bây giờ một cây đó, để ngang qua, để ngang không phải. Để chọc phải nha. Gì cũng trúng nhau. Trời ơi, đâu phải vậy. Sao? Để ngang qua. Ngang gì hả? Ngang gì hả? Đúng rồi. Gì hả? Là hai hình tam giác, một hình vuông. Chưa đủ. Rồi, đề bài sao? Bốn thanh gỗ, một hình vuông, một tám hình tam giác. Là gì hả? Một hình vuông, 8 hình tam giác. 1, 2, 3, 4, 5, hình vuông thì được rồi. 3, 4 à, biết rồi. 6 hình tam giác rồi. Thì mình đừng bố để như cũ á. Là được 6 hình tam giác rồi đó. Mấy cái, đề bài mấy cái hình tam giác? 8 hình tam giác, một hình vuông được rồi, 6 hình tam giác rồi. Thiếu hai cái đúng không? Dạ. Nhật lại coi. Vô để như cũ là đúng à. Rồi mà. 1 2 3 4 5 cũng được 6 hình. 2 nè, 3 nè, trong đây là 3 nè. Để cho ba Khoa và bé Thịnh xuống cái bắt đầu. 4 nè, 5 nè, 6 nè. Nè quá, về đúng rồi nè. Chỉ cho hình ứng nè. Vậy nè, là một hình vuông đây đúng không? Đúng rồi, mới có 1. Không, bố. Mới có 6 tầm giác thôi. Bố làm cái hình mà phải. Đâu có ra được. Không, bố cứ làm đi. Đâu rồi. Đâu rồi. Mới 6 thôi, không có được. Đây. Đúng không? Nhưng mà có mấy cái 6 thôi. Một hình vuông thì được rồi đúng không? Thêm họ là 2, 3, 4. Ừ, vậy mới 6 hình tam giác nè. Không phải cái hình lúc nãy. Hình nãy nè. 5, rồi đây là 6, rồi đây là 7, đây là 8. Được rồi. Đúng không? Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được rồi. Chứ bàn cảo gì nữa. 4. Đúng rồi. Đúng chưa, được chưa? Được rồi. Đó kia cũng đâu được điểm đâu. Ok. Quyết định. Dạ. Xong. Đây là đáp án cuối cùng của hai cha con. Xin chúc mừng Vĩnh Thịnh và ba Đăng Khoa ghi được 1 điểm. Đây là đáp án cuối cùng của chương trình. Yes sir. Thấy con đáng đúng chưa? Rồi. Dạ quá không chịu nghe con. Rồi. Trong 15 phút, con hãy tự đi và mời 5 vị khách về khu vực quy định để cùng tham gia trò chơi. Hoàn thành trong thời gian quy định được cộng 1 điểm. Nhiệm vụ thuyết phục du khách không chỉ giúp hai bé có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ một mình mà không có cha bên cạnh giúp đỡ, mà còn rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp. Chỉ có vỏn vẹn 15 phút để mời được 5 du khách về hỗ trợ cho đội mình thôi. Thịnh và Hải hãy mạnh dạn và cố lên nào! Gì đó thì con cứ hỏi, gặp người lớn rồi phải chào. Chào chào cô hay là chào chú hay chào gì vậy đó. À, con chào cô. Cô ơi, cô có thể đi với con một xíu để... Con, để giúp con. Đi qua đây chứ để có thể giúp con hoàn thành trò chơi này. Con mời đúng 5 người đi một lần ở đây luôn. Dạ. Con khỏi phải quay về đây nữa, hiểu chưa? Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi, sao không chạy vô? Chạy đi. Đi kìa, trước mặt con á. Ừ. Dạ. Kìa, lại đó kìa.
này vậy? Lên nhận. Là sao? Có ai đâu. Mấy người này đang có chơi. Có nhiêu đây sao đủ 2, 4. Nhưng mà mấy người này đang chơi sao? Rồi. Sao ngồi làm phiền á. Hai người ngồi ý nữa. Đi đi con, đi. Đi. Đi, vô mời đi, vô mời ra bà đi. Bà vô mời. Bà đi ra mời. Lại đi, ngồi lại đi. Ngồi quá. Chắc một người cái lành hai trẻ con đấy. Ờ, nói đi. Anh nói trước đi. Cô chú có thể giúp con à, giúp ba con với cha con hoàn thành trò chơi chỗ kia không? Ở đâu con? Anh chơi đó hả? Giúp con làm sao? Hoàn thành trò chơi á. À, tức là bây giờ đi tới đó hả? Dạ. Để làm cái gì? Để giúp con với ba con hoàn thành một trò chơi. Đây. À. 5 người bỏ lên. Cai ngọt hoặc là nào cũng được. Rồi đủ. Chú có thể giúp con hoàn thành nhiệm vụ ở chương trình cha con học sức được không chú? Giúp con thế nào? Dạ là chương trình giao ra một cái nhiệm vụ trong chương trình là mời 5 người về để gợi ý cho ba con. Dạ hả? Ở đây chú có 4 người à. Đủ không? Cô mời thử con đó, cô đi. Cô lấy đi, chú sẽ đi. Cô có thể giúp con hoàn thành nhiệm vụ ở chương trình cha con học sức được không cô? Ok. Con được 4 người, cậu bé phải mời được 5 người. Em kiếm mà. Anh Nhân ơi, anh Nhân, dạ giúp cậu bé coi. Anh Nhân ơi. Anh Nhân ơi. Chẳng là chẳng nuôi con rồi, phức tạp. Anh Nhân. Mà được 4 mà. Không phải, bây giờ Phải hiểu một bên, phải có một người rồi. Đi, đi ăn đi. Để đi coi đi tìm. Dạ. Con lại năn nỉ cô đi. À, cô đi rồi kìa. Đi. Tin mình sẽ giúp con chiến thắng. Chạy đẻ đi con. Dạ. Chạy đi. Chạy đi con. Con chạy lên chỗ đó làm gì? Mấy cô chú đang đứng đây, con cứ chạy là con nhờ cô chú. Tại sao con chạy lên đó vắng làm gì? Con không hiểu hả? Ba đã nói rồi. Ừ, em chào cả nhà. Rồi, nhưng mà là trong thời gian quy định thì quốc hội đã mời được 5 vị khách. Cho nên bạn Vĩnh Thịnh và bạn Trường Hải, cả hai bạn đều được 1 điểm. Xin chúc mừng hai gia đình. Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi, đó là trò chơi truyền tin. Nhưng mà trước hết thì phía của bạn Trường Hải và bố Phương Cường đang thừa mất một người. Giờ xin mời hai ba con hãy chọn đủ 5 người thôi. Người hả? Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi truyền tin. Trong 10 phút, con hãy truyền tin cho 5 vị khách về nội dung bức tranh mà chương trình cung cấp. Việc truyền tin cho ba chỉ được thực hiện một lần. Đội nào có bức tranh ba vẽ sai ít với bức tranh mỗi hơn sẽ được cộng 1 điểm. Chương trình sẽ thu lại 2 bức tranh. 10 phút dành cho hai đội. 3, 2, 1, bắt đầu. Đấy, thôi,
tranh vẽ cái gì thì con nói chứ. Cho con học. Nó vẽ một chút cam. Một trái cam màu cam, một trái xoài màu vàng và màu xanh, hai trái dâu là màu hồng, trái vàng là màu nâu, cái tường là màu cam, cái bình là màu xanh dương, thân cây là màu xanh lá cây, con hoa là màu hồng, màu xanh bông hoa, một trái bơ màu xanh lục, một trái quýt màu cam, hai trái đào màu hồng, nền màu cam. Đâu con nói là tôi nghe là một trái cam. Một trái cam màu cam. Một trái, hai quả đào. Màu gì? Quả đào màu xanh. Màu hồng. Hai trái đào màu hồng. Nền màu cam. Rồi, cái chị nhớ này chút. Là màu hồng. Một trái cam với hai trái xà, với hai trái dâu, với cái bình hoa, như cái bàn màu nâu, như cái bức tường, cái cam hai trái xoài hai trái dâu, cái bàn màu nâu, với một cái bình hoa, trái dâu màu hồng, trái xoài màu gì? Cái mà trái xoài thì màu vàng, với trái màu xanh, màu vàng xanh, rồi còn trái cam, trái cam thì màu vàng, trái dâu màu hồng, cái bàn màu nâu, còn cái bình cái màu hồng trên màu nâu có một cái dãy trái cây, dãy cây có một cây cam, một quả xoài, một quả vàng, hai quả dâu, lại trên bức tường màu xanh có các bạn màu nâu, cây 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 một cây cam và hai trái xoài, đúng rồi, một cái màu vàng, cái màu xanh và hai cái dâu, hai cái dâu. Hai cái xoài, hai cái dâu, một trái màu xanh, hai cái xoài thì có một trái màu nâu. Trái màu đỏ á. Anh bắt đầu hai dâu. Nhiều hơn quả đào. Quả dâu. Thôi, đội của bạn Tĩnh Hải và các vị khách ra đây ạ. Ở đây là quả xoài, đây là quả cam, đây là hai quả dâu. Đào nằm đâu? Còn chị này. Hồi ba chị.
này là cây dĩa. Hai trái đào, trái cam với cái bông hồng. Này lá, cái bình. Cái này hình nền thôi. Đâu là cam ạ? Hử? Đâu là trái cam? Trái cam mình dĩa nhỏ thôi. Nhìn vào bức tranh và chúng ta sẽ cùng nhau chấm điểm theo những chi tiết mà chương trình đưa ra. Ba Phương Cường và bé Trường Hải đúng tất cả là 5 chi tiết, bao gồm bình hoa màu xanh dương, một trái cam, hai trái dâu màu hồng, một trái xoài màu xanh và bà màu nâu. Trong khi đó đội của Ba Khoa và bé Vĩnh Thịnh chỉ đúng được 2 chi tiết thôi, là một trái cam, là cái nền của bức tranh màu cam. Như vậy trong nhiệm vụ này, Ba Phương Cường và bé Trường Hải đã thắng và được 1 điểm. Xin chúc mừng. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.